một người đàn ông cưới được cô vợ xinh như tiên nữ, nhưng mỗi khi vợ anh muốn cùng ân ái thì anh ta luôn cảm thấy bất lực. Domi hoàn toàn mất kiên nhẫn trong những lần cứ gần đến đỉnh cao thì lại mất hứng. Là phụ nữ, cô hy vọng chồng có thể cho mình hạnh phúc, nếu không thể thì thả ly hôn đi tìm người khác. Và ngay sau đó Caron đã nhận được chat hầu tòa từ tòa án, và Domi đã giải thích lý do trước tòa, chồng cô ấy không tốt chút nào, và không thể thỏa mãn nhu cầu của cô, còn chưa được một phút đã vật vã ra đó, thì làm ăn gì được, làm cho Caron có chút xấu hổ. Thẩm phán hỏi anh ta, những gì vợ anh ta nói có đúng không? Caron biết mình tệ thật nên đã nhận điều này, nhưng sau đó nói rằng anh ấy yêu Domi rất nhiều và không muốn ly hôn. Anh chỉ vừa mới đến Paris từ Ba Lan với vợ mình. Dù chuyện đó thì yếu nhưng vẻ bề ngoài thì anh chưa hề cảm thấy thua ai. Hy vọng rằng thẩm phán có thể cho anh ta thời gian để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Thẩm phán quay qua hỏi ý kiến của Domi, cô có còn yêu anh ấy không? Domi nói rằng cô ấy đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng bây giờ thì không. Cái nhìn quyết đoán đó khiến Caron cảm thấy thế giới như sụp đổ. Một lần, anh đã có kế hoạch táo bạo là trốn từ Ba Lan sang Pháp, nhưng cuộc đời không lường trước chuyện gì và nó không diễn ra như anh mong muốn. Domi đã thắng kiện và ly hôn với anh ta như nguyện ước của cô. Cô ấy ném hành lý của Caron ra đường rồi kiên quyết lái xe bỏ đi. Caron phải sống một mình trên đường phố Paris, tất cả thẻ ngân hàng của anh ấy đã bị đóng băng. Điều này cũng giống như việc anh có tiền, nhưng không làm gì được và trở thành vô gia cư. Anh ngồi xổm một mình ở góc phố và dùng mình, thứ anh cầm trên tay chưa chắc đã tốt hơn kẻ vô gia cư đó. Lúc này anh mới sực nhớ ra mình còn giữ chìa khóa nhà Domi, nên lẻn vào ngủ cả đêm. Khi cô quay lại và nhìn thấy cảnh này, cô ấy thực sự tức giận và buồn cười. Đã ly hôn rồi nhưng anh ta vẫn muốn đeo bám. Caron thấy vậy vội vàng lấy chìa khóa ra làm bằng chứng, và bảo cô ấy đừng gọi cảnh sát. Khi Domi định đưa tay ra giật lấy chiếc chìa khóa, thì Caron đã nhanh tay làm động tác giả bỏ chiếc chìa khóa vào miệng. Domi có hơi bất ngờ về hành động đó, nhưng rồi nhận ra chìa khóa vẫn trên tay anh ta. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Domi, anh muốn thể hiện bản lĩnh phái mạnh ngay lúc này, mỗi thứ đều đã đặt đúng vị trí nhưng Domi lại từ chối. Nhưng sau đó anh lại thất vọng, Domi đã rất tức giận và quyết định đuổi anh ta ra ngoài. Cô ta lấy bật lửa đốt rèm cửa, định gài bẫy Caron nói anh đã phóng hỏa đốt nhà để trả thù. Caron chỉ còn cách ôm hành lý chạy ra ngoài trong tuyệt vọng. Anh ta nhìn thấy một bức tượng đẹp trong cửa hàng thứ này làm cho anh cảm giác ham muốn lại quay trở lại lần nữa. Nhưng lúc này anh lại không có nhà và vẫn đang phải lang thang ngoài đường đông đúc. Và người đàn ông đi ngang qua tốt bụng nhắc nhở anh rằng anh chưa kéo khóa quần kìa. Caron chỉ có thể cười ngượng nghịu. Hai người tìm được chỗ trò chuyện, ông chú cũng từ Ba Lan chuẩn bị về quê. Caron cũng chia sẻ muốn về nhưng lại bị mất hộ chiếu, mất tiền và bị người yêu cũ gài bẫy. Người đàn ông đã giới thiệu cho Caron một công việc tuyệt vời là giúp mọi người tự tử. Anh bạn này cũng là người cùng quê, tuy gia đình hòa thuận, thu nhập cao nhưng vì đã nhìn thấu sự tàn ác của thế gian nên định chết, nhưng không thể tự tử, vì ông ta rất sợ chết. Vì lý do đó đã làm cho gia đình ông ta rất khó xử. Caron khó hiểu tại sao một người chiến thắng trong cuộc sống như ông ấy muốn chết. Vậy người như Caron có phải đi đầu thai 10 kiếp rồi không chứ? Ông chú cũng thắc mắc hỏi rằng Caron có còn yêu vợ cũ không? Caron bày tỏ tình yêu của mình với cô ấy vẫn còn rất nhiều. Sau đó cũng có ý dẫn ông ta đến xem ngôi nhà nơi Domi ở. Anh ấy chỉ vào căn phòng đối diện và vui vẻ nói với người đàn ông rằng cô ấy sẽ đi ngủ vào lúc này. Tuy nhiên, lúc này đèn lại sáng, hai bóng người quấn lấy nhau. Caron vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến mốt điện thoại gọi điện cho Domi để hỏi thăm tình hình. Nhưng Domi nói, nữa đi anh yêu mạnh hơn đi chứ. Sau đó là giọng nói hổn hển của cô ấy từ phía bên kia. Giọng nói này thật cao vút và quyến rũ. Caron liên tục nói anh yêu em, nhưng cô ấy không thể ngăn được giọng nói vô cùng sung sướng của mình. Anh chỉ có thể cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy đau đớn. Caron quay lại tìm ông bạn, vứt hết đồ trong hành lý rồi tự chui vào đó định nằm một lúc. Anh ta hy vọng rằng ông bạn của mình có thể dùng chiếc hòm gỗ này giúp anh có thể vượt biên trở lại Ba Lan. Nhưng trước khi rời đi, anh ta muốn đánh cắp bức tượng đẹp. Hành trình về Ba Lan nhìn chung suôn sẻ, nhưng ở sân bay Ba Lan, ông bạn đợi rất lâu vẫn không lấy được vali. Hóa ra vali đã bị thất lạc. Vì những tên trộm đã tập trung vào sân bay nên hành lý, đặc biệt là những chiếc hộp to và nặng, đương nhiên là lựa chọn hàng đầu của chúng. Nhưng khi bọn trộm mở ra thì phát hiện có người phía bên trong, chúng trực tiếp ném bức tượng đi. Sau đó mò mẫm xung quanh Caron nhưng lại không tìm thấy thứ gì có giá trị. Thế là anh bị đánh tả tơi và thả tự do xuống bên dưới vách núi. Bức tượng đã bị đập vỡ, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã trở về nhà. Caron vội vã trở về với anh trai mình. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, cơ thể anh dần hồi phục, anh khôi phục bức tượng và bắt đầu một cuộc sống mới. Caron làm vệ sĩ cho một nhà phát triển bất động sản nhỏ. Một lần, ông chủ theo đối tác của mình đến một ngọn núi, nơi có một thương hiệu đồ gia dụng lớn. Caron nằm trong xe nghe ngóng hết mọi chuyện. Nghe tin này, anh ta đến gặp người nông dân trong đêm và mua nó với giá 5.000 USD, đặt cọc 1.000 USD và hứa sẽ trả nốt số còn lại trong vòng vài ngày. Sau đó, anh ta đến gặp người ông bạn và hỏi anh ta xem người bạn của anh ta có còn tuyển người giúp tự tử nữa không. Người đàn ông gật đầu, vẻ như vẫn cần. Ngày hôm sau, Caron đến địa điểm đã thỏa thuận để xem xét, hóa ra người muốn chết chính là ông ta. Caron hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết định giúp ông ta một vé về với cụ. Với một tiếng súng,
Người đàn ông ngã xuống, nhưng sau đó ông ta phát hiện ra rằng mình chưa chết. Hóa ra Carol đã cố tình bắn một khẩu súng rỗng. Đúng là muốn cho ông ta một cơ hội để suy nghĩ về cuộc đời, nhưng cuối cùng ông ta đã quyết định chết. Người đàn ông lắc đầu, thế gian có thể đau khổ, nhưng hoài niệm thì vẫn có giá trị. Ông ta giao hoa hồng cho Carol. Carol đã dùng số tiền này để trả nợ cho người nông dân. Vài ngày sau, ông chủ đưa cấp dưới của mình đến cửa và dạy cho Carol một bài học. Nhưng Carol nói rằng anh ấy đã lập di chúc và nếu anh ấy chết, tất cả tài sản thừa kế sẽ thuộc về nhà thờ. Vì vậy anh ấy sẽ phải sống. Thỏa thuận cuối cùng mà ông chủ chỉ có thể mua từ anh ta với mức giá 50.000. Với hũ vàng đầu tiên, Carol quyết định thành lập công ty. Hoa hồng mà người đàn ông đưa trước đó đã được chuyển đổi thành cổ phần và cả hai đã hợp tác để cùng nhau phát triển công ty. Tuy nhiên, khi Carol đã phát tài, anh ta vẫn nhớ vợ cũ. Anh gọi điện cho Domi chỉ để được nghe lại giọng nói của cô, nhưng đầu dây bên kia nóng nảy cúp máy. Carol vô cùng thất vọng, để được gặp lại vợ cũ, anh đã nhờ luật sư giúp lập di chúc. Sau khi anh qua đời, tất cả tài sản đều thuộc về vợ cũ. Anh và ông bạn của mình đã lên kế hoạch giả mạo cái chết của chính mình. Xác chết được buôn lậu từ Nga và nó không dễ bị nhận ra. Sau khi đã cải trang thành công, Carol đến Ba Lan để dự đám tang. Carol nhìn cô khóc vì anh từ xa, dường như trong lòng anh có chút cảm động. Khi Domi trở lại khách sạn, cô vẫn đắm chìm trong nỗi buồn. Nhưng đèn trong phòng ngủ đột nhiên bật sáng và Carol đang ở trước mặt cô. Domi sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng Carol vẫn còn sống. Anh đưa tay ra trước mặt Domi, hai người nắm lấy tay nhau. Domi chủ động hôn anh. Và lần này, Carol đã làm tốt hơn rất nhiều. Anh đã làm cho vợ phải chuyển nhà lên đỉnh núi cả đêm. Hai người đều hài lòng sau khi kết thúc. Sáng sớm, Domi vẫn còn đang ngủ ngon lành, còn Carol đã dậy, thu dọn đồ đạc cho cô và ngồi trước giường. Nhìn CEO mây lặng lẽ, nhẹ nhàng xoa tóc mai của cô sau khi anh ta thay quần áo và bước ra khỏi phòng. Domi từ từ tỉnh dậy, vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc của đêm qua. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng Carol đã biến mất. Cô ấy vội vàng gọi điện cho ông bạn để hỏi Carol đang ở đâu. Nhưng ông ta nói rằng anh ấy đã chết, và tất cả chúng tôi đều đến dự đám tang của anh ấy. Domi muốn nói điều gì khác, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ngạc nhiên chạy đến mở cửa, nhưng không phải Carol đến, mà là một vài cảnh sát. Họ nghi ngờ rằng cô có liên quan gì đó cái chết của Carol, vì nếu như anh ấy chết thì cô sẽ được hưởng toàn bộ số tiền Carol có được. Có nhiều dấu hiệu cho thấy cô ta đã tham gia vào tự sát của Carol. Viên cảnh sát yêu cầu cô ta lấy hộ chiếu ra để xem và quả nhiên, anh ta phát hiện ra rằng Carol đã đến Ba Lan trước khi chết, còn Domi cũng ngây thơ giải thích rằng anh ta vẫn chưa chết. Làm sao có ai tin được, cô ấy cuối cùng nhận ra rằng mình đã bị Carol lừa, cô ấy rất thất vọng và không còn muốn tranh cãi nữa. Sau vài tháng, Carol đã thay đổi danh tính, đến thăm Domi trong tù. Anh đến phòng giam, sau đó lấy ống nhòm ra nhìn sang phía đối diện. Domi cũng thấy anh nhưng trong lòng cô không có vẻ gì là tức giận. Cô ấy nói với Carol bằng ngôn ngữ ký hiệu, sau khi cô ra ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Lúc này, Carol đã rơi nước mắt và kế hoạch trả thù được lên kế hoạch cẩn thận dường như không khiến anh ấy vui vẻ, mà ngược lại, anh ấy cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó. Bạn nghĩ gì về Domi sau khi cô ấy ra tù? Liệu hai người có tiếp tục là một cặp? Hết phim rồi, nếu có ý kiến gì hãy để dưới phần bình luận nhé!